Kính thưa quý vị, vì sao ca sĩ Bono của nhóm nhạc U2 mang kính râm suốt 20 năm qua, tin từ Los Angeles? Trong cuộc phỏng vấn từ chương trình The Graham Norton trên kênh BBC, thủ lĩnh Bono của nhóm U2 lần đầu tiên tiết lộ vì sao anh luôn đeo kính râm trong suốt 20 năm qua. Suốt 20 năm qua, kiểu tóc và phong cách cao bồi của rocker Bono nhóm U2 ít nhiều thay đổi, duy chỉ có một vật bất ly thân luôn song hành cùng anh là cặp kính râm. Anh đeo kính suốt ngày, kể cả trong nhà. Bono tâm sự rằng đây là thời điểm thích hợp để nói thật với mọi người anh đã bị tăng nhãn áp suất 20 năm qua. Anh đang được điều trị tốt và mọi thứ sẽ ổn định. Tăng nhãn áp là do sự tích tụ của các chất dịch trong nhãn cầu gây tắc nghẽn, tổn hại thần kinh thị giác, thậm chí gây mù lòa nếu không được chữa trị. Chẩn đoán sớm có thể ngăn chặn tình trạng bệnh tiến triển nặng nhờ phẫu thuật hoặc điều trị laser. Tuy nhiên, khó chữa khỏi hoàn toàn. Căn bệnh này khiến Bono gặp rất nhiều trở ngại khi tiếp xúc thường xuyên với ánh đèn sân khấu. Sự nhạy cảm ánh sáng tạo nên những cơn đau dữ dội trong mắt anh, nhưng không ai biết điều đó. Mọi người đều nghĩ kính râm là phong cách thời trang riêng của anh. Bono không chỉ là một rocker tài năng, anh còn nổi tiếng nhờ tinh thần nhân văn cao cả. Anh là người đã gây dựng và vận động mọi người tham gia rất nhiều hoạt động bác ái, đặc biệt là thành lập tổ chức Đây là năm 2002, nhằm vận động các nước phát triển giúp châu Phi chống lại đói nghèo và đại dịch AIDS. Anh là một trong số ít nghệ sĩ được giới chính sách thế giới kính nể. Năm 2007, anh đã được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ. 20 năm qua, dù phải đối mặt với căn bệnh tăng nhãn áp nguy hiểm, Bono không để lộ nỗi đau của mình, vẫn hết sức mình sáng tác âm nhạc và tập trung cho các công tác thiện nguyện.